Vâng, đây là thằng Tường ở mặt trọng. Vài ngày thì mình đi cộng sắt thế này. Nó đang cần đào. Không biết là đào gì. Bán bán nào Tường. Đục đá không thấy hóa tăng lấy rồi chị. Chúng tôi đang đào vàng. Nhiều. Đây là cái viên án ủi phóng này hay. Đây rồi nhé. Mà được đem viên đặt ba lấy không bán để đeo này. Ai đeo? Họ giá cho tôi chứ. Ai đeo? Cái đeo thì ai đeo cái kia. Đây ba, đây có 6 cái tay mà. Không mua hoạt tiền hơn rồi đéo chứ. À, có tiền à, thắng nào có tiền, ý được nhiều chứ. Một viên nó đéo một mẫu chứ. Mạnh đang ra không lên nhiều. Mà tránh ra tìm. Sợ quá. Đâu có, thật đấy. Đây có đá. Có là một chỗ rồi. Đã đây đấy chứ, ôi cả đôi đấy chứ. Quan trọng là cơm. Không thể có cơm nữa. Đấy ra tìm không? Mấy cái bỏng ai? Thế chứ cả. Thế là thầy cái ní bỏng cái ní. Nanh lần đi đập hết luôn rồi. Đâu rồi nó đặt đi. Đốt coi, chạy không? Thanh thản nó chứ mà chạy. Nanh nanh lượn cả lửa quá. Cản lửa chứ lại ai đám chạy. Có bếp không à, có chạy không à? Kho 30 phút bếp ra thử tắt mà. Gì? Ra thử tắt đi. Cản lửa có thể hẳn đắng lên là hẳn nhúng cái xăng. Là cái bấc nhúng sáng bỏ ngán ấy là đột từ đâu đi sao đi. Được rồi. Mà tao vừa đã đưa tao nó đột trèo phần chạy. Hí được thì chạy luôn cả răng của mình. Đây mày nữa con nhiêu này. Mày nó phải nhiêu rồi. Phút đây, đợi chiều qua phút đây. Tí nữa chạy cả răng luôn à, để vài nữa này. Cảm.